Anh chuẩn á, chạy đi anh chuẩn á. Không nhìn thấy đâu cả. Để anh lấy cái chai đi. Tái phát nữa là nó đẩy. Sao nó cứ ngồi đây nó bới cái mộ ấy lên nhỉ? Để chắc chắn bị nhập rồi. Thật nha, thật tấn công bất ngờ đấy. Mới bị nhập nó không biết anh mình là ai đâu. Phải chào cả anh cây đấy. Trong này toàn cây là cây mà. Tại sao vẫn tìm được cái mộ đấy nhỉ? Mới bị nhập thì người ta chỉ dẫn nó đi đấy. Từ cái hôm anh ấy nó đi về ở trên nhà hoang ấy thì cũng không biết đối tại sao về từ trong nhà hoang phát tự nhiên biến mất tích luôn, đi tìm thì thấy nó ở ngoài này. Mày sợ anh em mình lạc không về được không? Thì anh quay lại cái mộ xem có mộ có đào không. Nắm cái bộ kết nhỉ. Mỗi cái mộ đều có một cái lỗ. Nước tiểu à?
Ai ôi. Em đi dã vào tay rồi. Ui, nổi hết cây ốc này luôn. Đây, có đầu nữa. Đây chưa? Ui dồi. Chưa nào á. Đi xem nào. Anh như kiểu gọi quân đến ấy. Đau quá. Mấy phát vào đầu kìa. Đi đốt này. Xem có mũi tiêm rút ra. Ui. Ngay chỗ đấy luôn. Ong đốt thì phải ngồi yên, không được chạy, để đốt chết. Cầm 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 để đến lấy lại. Coi chưa. Ôi nó chạy đâu rồi. Đau phi. Vẫn ngồi kia. Còn sau đó thôi. Người đang nhặt cái gì kia? Người cho con rắn vào trong cái mộ đấy. Khả năng nó chấn điểm con rắn nhỉ. Trong cái gì này? Để vai. Bên trong đấy còn có rắn không nhỉ? Cú này. Nó tật, nó tỉnh ấy, nó đang tỉnh ấy. Anh cứ vỗ xem nào. Hôm nay rồi. Ui. Làm sao ấy. Rồi. Không, phát này tỉnh đấy. Được cú này rồi. Chạy nhanh nhá.
Yeah.